Rồi hiện tại giờ ba báo với mèo Thanh Trà quýnh một sọt bia Tết xuống nhà sang tóc dài nha anh em. Rồi khá làm trong tay nha. Rồi ok. Rồi khá quay đi anh đi ba. Chắc bia mèo nửa đường. Ba cái quýnh 50%. Quýnh lại thua tao không ngồi chơi tiếp tục rồi đó. Năm cũ tôi 30 chơi. Trong quá trình quýnh mình có khi mình tôi nhanh nha anh em. Thank you.
Thank you.
Thắng bị mèo anh em. Khó lấy quá. Ơi,